Nhắc đến người Mông là nói đến một cộng đồng dân cư sinh sống tập trung trên những vùng núi cao thuộc phía Bắc của Việt Nam. Trong đó, người Mông ở Hà Giang chiếm số lượng lớn so với các tỉnh vùng Tây Bắc. Khi đến với những bản làng của người Mông, điều đầu tiên ta nghe thấy được đó chính là tiếng khèn Mông, lúc dập dìu khoan thai, khi thì ào ạt như suối chảy. Đối với người Mông, khèn là loại nhạc cụ không thể thiếu được trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của dân tộc mình. Tiếng khèn đã trở thành một phương thức để người Mông truyền tải, thổ lộ những tâm tư, nguyện vọng của mình với vạn vật. Khèn được cộng đồng người Mông gọi là cành. Đây là một trong những nhạc cụ mang nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu. Nguồn gốc ra đời của cây khèn được người Mông truyền miệng cho thế hệ sau về sự tích mang nhiều cảm xúc, tình yêu thương, mối quan hệ ruột thịt trong gia đình. Xuất xứ ra đời của cái khèn thì trước kia các cụ đã truyền đạt, truyền dạy lại cho tôi, để lại cho tôi là ngày xưa có hai ông già đệ ra có bảy anh em. Thì sau đó là ông bà già mất đi, thì bảy anh em khóc, nhớ thưa bố mẹ quá, không biết có một lời gì nữa. Sau đó đến ngày cuối cùng đưa bố mẹ đi mai táng, thì bảy anh em đã hết giọng khóc, là có anh trai có nói ra là ở đằng sau nhà mình có mấy cái cây trúc. Sau đó là bảy anh em mỗi người chặt một đoạn trúc về, mỗi người làm một đoạn, một cây sáu có tiếng kêu như là tiếng khóc đưa bố mẹ, và rất thưa bố mẹ và đưa bố mẹ qua đời đi. Bắt nguồn từ phong tục, tập quán mà khèn Mông có rất nhiều chủ đề và bài bản. Người nghe có thể cảm nhận giai điệu của tiếng khèn, lúc vui, lúc buồn. Tiếng khèn vui như lời mời gọi bạn đi chơi xuân, gọi bạn xuống chợ, chúc nhau những điều may mắn. Còn tiếng khèn buồn, nhịp chậm và trầm, thường thổi trong đám hiếu để tưởng nhớ người đã khuất và đưa tiễn người mất sang bên kia thế giới. Tiếng khèn vui khiến người nghe có cảm giác hưng phấn, rạo rực, nhưng tiếng khèn buồn khiến người nghe cảm thấy xúc động, buồn bã. Cuộc sống của cộng đồng các dân tộc trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn có rất nhiều những sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc như bắn nỏ, đi săn, đua ngựa, thổi sáo, tiêu, múa khèn. Thời gian trôi đi, mọi nếp sinh hoạt đó cũng dần mai một và ít được chú ý tới. Nhưng đối với người Mông, họ đã bảo tồn và gìn giữ được gần như là hoàn thiện các đặc trưng văn hóa, và trong đó phải kể đến múa khèn. Người Mông quan niệm rằng đã là con trai Mông phải biết thổi khèn và múa khèn. Động tác múa khèn rất đa dạng, phong phú. Múa nhảy đưa chân, quay đổi chỗ, quay tại chỗ, vờn khèn, lăn nghiêng, lăn ngửa, múa ngồi xổm, đi tiến, đi lùi theo bốn hướng. Mỗi bước tiến, bước lùi, làm sao chỉ để chân này chạm gót chân kia.
Động tác cơ bản là khom lưng, quay hất gót tại chỗ và quay hất gót di động trên vòng quay lớn, rồi thu hẹp dần theo hình xoắn ốc, với tốc độ càng nhanh càng điêu luyện. Đối với các bài khèn vui chơi thì động tác nhảy múa mãnh liệt, phóng khoáng và khó hơn như lăn nghiêng, lăn ngửa, đá gà, đá ngựa, nhảy ngồi xổm, tay nọ vỗ vào chân kia, tay kia vỗ vào chân nọ. Khi vỗ tiếng phải kêu mà tiếng khèn vẫn không dứt. Cấu tạo của khèn gồm có 6 ống trúc rỗng ruột với độ dài ngắn khác nhau. Những ống này xuyên qua một bầu gỗ. Phần trên của đầu bầu gỗ thuôn nhỏ nối với một ống trúc khác tạo thành ống thổi. Phía bên ngoài bầu gỗ là lỗ bấm. Khèn Mông giống như nhiều loài khèn khác là nhạc cụ đa thanh, âm sắc có nhiều chất kim loại, hơi rè nhưng mạnh mẽ. Nhạc cụ này có âm vực trong vòng một quãng tám, mỗi ống chỉ phát ra một âm thanh. Một số những nghệ nhân làm khèn đã cải tiến loại khèn này thành ống hoặc vẫn giữ nguyên 6 ống nhưng làm khóa bịt mở lỗ bấm để tạo thêm vài âm nữa. Do đó, đối với một số khèn cải tiến thì âm vực sẽ rộng hơn. Nhưng với cây khèn truyền thống thì mỗi ống khèn đều có âm vực độ cao thấp khác nhau. Khi người nghệ nhân múa khèn thì sẽ vận dụng các nốt cao thấp của ống khèn tạo nên bản nhạc riêng biệt. Các cái công đoạn thì làm rất là lâu, rất là cầu kỳ. Thì cái công đoạn làm, cái thứ nhất là chặt được cái cây trúc, chặt cái trúc là phải nối ống, ống phải nối đúng thì thổi ra tiếng nó mới vào nhau. Phải mang ra phơi khô, phải lắp cho nó đúng. Nếu mà lắp mà phải không đúng thì nó kêu nó không đúng. Cái thứ hai nữa là cái bầu, khi bổ ra thì chúng biết cạo bên trong thành một cái ống, lấy cái tấm sắt về trong bếp để chọc xiên qua thì mới cho ông lắp vào xong ấy thì lại tiếp tục có một cái da rừng, nên phải buộc lại một cái da rừng cũng là đầu, và cái vỏ cây đó gọi là đầu rừng nữa, thì mới làm được cái khèn đó. Trên mỗi thân ống trúc nằm ngang phía trong có một bộ phận tạo tiếng rung gọi là lưỡi gà, làm bằng đồng, nằm ở chỗ cắm qua bầu gỗ. Khi thổi hơi vào khiến lưỡi gà rung lên, phát ra âm thanh. Lúc hít hơi vào, lưỡi gà cũng bị tác động ngược lại và cho ra âm thanh. Ở cây khèn có một ống trúc có hai lưỡi gà bằng đồng song song để phát ra âm thanh giống nhau. Sự có mặt hai lá đồng ở ống trúc này cũng liên quan đến sự tích về nguồn gốc cây khèn. Để biết sử dụng loại nhạc cụ này, muốn tạo ra âm thanh của ống nào thì bịt tay vào lỗ bấm của ống đó. Tùy theo mức độ dài ngắn, to nhỏ mà các ống khèn có âm thanh khác nhau. Nhìn chung, khi bịt lỗ hay mở ra đều có thể tạo âm thanh khi thổi. Kỹ thuật sử dụng khèn Mông cơ bản là những thế bấm như vỗ, vê, ngắt, lấy rền, trồng âm, hợp âm và hòa âm. Nghe cái âm điệu, âm thanh và cái nhạc của âm thanh cái khèn. Âm thanh của cái khèn có 4 loại nhạc. 1 sơ nhạc, 2 tiểu nhạc, 3 trung nhạc, 4 đại nhạc. Có 4 loại nhạc này, anh quay như nào là anh phải theo quy luật của 4 loại nhạc, quay đúng. Lạ đúng, lang đúng, lộ đúng của các loại nhà, 4 loại nhà này là anh này giỏi nhất. Học thổi khèn Mông rất khó, dù học nhiều cũng khó có thể am hiểu hết được những giai điệu của khèn. Để trở thành một người thổi khèn giỏi, người con trai Mông phải tập khèn từ 12-13 tuổi. Đầu tiên phải có thân hình khỏe, mềm dẻo, nhịp nhàng để múa theo tiếng khèn. Nhưng quan trọng hơn cả là cách lấy hơi, rèn khí để hơi được sâu, được dài. Thank you.
khi biết thuộc khe thì phải biết được cái quy luật của khe. Khi ông đã bước vào thổ khe, nhưng bước chân tay đi như thế nào? Bước chân trước, chân sau, rồi là quay vòng, quay mái vòng, quay lại, là phải biết được. Người Mông biết thổ khe, nhưng phải biết quy luật của khe. Biết nhảy, biết quay, biết đá, biết ngồi, biết lạ, biết quay vòng tròn hay là lang lộn, là phải biết quy luật của bài khèn đó. Với cây khèn độc đáo này, người chơi có thể thổi hơi ra hoặc hít hơi vào để tạo nên giai điệu. Khèn cũng là đạo cụ múa có cấu tạo phù hợp với dáng khuôn người, với đủ các thế tạo nên vũ đạo rất đẹp. Đối với đồng bào dân tộc Mông, trong những dịp lễ hội, Tết đến xuân về, không thể thiếu tiếng khèn cùng với những trò chơi dân gian. Đây được coi như là linh hồn của người Mông gửi gắm và thể hiện tấm lòng của mình với bạn bè, với cộng đồng, với thiên nhiên, núi rừng và thể hiện giá trị văn hóa, làm nên bản sắc độc đáo riêng của người Mông. Các bài biểu diễn múa khèn bao giờ cũng có nội dung vui nhộn, mang ý nghĩa chúc tụng và mời bạn bè cùng tụ họp vui chơi. Tiếng khèn làm quên đi những khó khăn, vất vả, mệt nhọc sau buổi lao động, góp phần gắn kết tình bạn, tình yêu, tình làng xóm. Dường như để chống chọi, thích nghi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, tiếng khèn của người Mông cũng mạnh mẽ, kiên cường như cuộc sống của họ. Trên cao nguyên đá Đồng Văn, những âm thanh mượt mà, khỏe khoắn của tiếng khèn luôn chất chứa vẻ đẹp của tự nhiên bao la hùng vĩ. Tiếng khèn ấy sống mãi với thiên nhiên, với những người Mông nơi đây. Những thế hệ người Mông đã truyền lửa cho nhau, gìn giữ và không ngừng vươn tới đỉnh cao của nghệ thuật thổi và múa khèn. Vùng cao nguyên của đá, sự hà khắc của thiên nhiên đến bao nhiêu thì tiếng khèn Mông như càng cuốn hút hơn, mặn nồng, sâu nặng hơn, chiếm được cảm tình, làm say lòng công chúng và mọi người trong cộng đồng các dân tộc anh em.